Sinh viên quay clip nữ sinh la hét tại trường quân sự quân khu 7 nói gì? Tại buổi họp báo chiều ngày 12 tháng 1, sinh viên quay đoạn clip một nữ sinh khóc, la hét tại trường quân sự quân khu 7 đã nói rõ về bối cảnh sự việc. Chiều ngày 12 tháng 1, trường Đại học Ngoại ngữ, Tin học Thành phố Hồ Chí Minh, HUFLIT và trường quân sự quân khu 7 đã có cuộc gặp nhằm thông tin tới báo chí. Chi tiết về tin đồn nữ sinh của trường bị xâm hại tình dục khi đang theo học tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, trường quân sự quân khu 7. Buổi họp báo còn có sự tham dự của sinh viên quay đoạn clip gốc và bạn cùng phòng của nữ sinh trong clip. Tại cuộc họp, nữ sinh quay clip cho hay clip của mình sau khi chia sẻ đã bị cắt ghép, lan trên mạng xã hội với những thông tin bịa đặt. Nữ sinh này nói rõ, em là sinh viên lớp 24 quân sự quân khu 7, clip đó em là người quay. Tối hôm ngày 10 tháng 1, em có ca gác đêm. Lúc 10 giờ 30 phút tối, nghe tiếng la hét ở khu đối diện lớp 23, em tò mò nên quay lại sự việc xảy ra hôm đó. Em quay cảnh một bạn nữ chạy ra ngoài, khóc, la hét. Em có hỏi bạn bên cạnh là hát, PD, bờ hả? Nữ sinh này cho biết khi đó đã chia sẻ đoạn clip đã quay cho hai người bạn. Vì tò mò em hỏi vậy chứ không xác thực. Sau đó, em đã xác thực câu chuyện và đó là một nữ sinh bị nghi trộm tiền và bị kích động tinh thần. Em rút ra một bài học rất lớn cho mình. Vì sơ suất của em mà clip đã bị cắt ghép, rồi đẩy đi quá xa. Em thật sự xin lỗi. Nữ sinh quay clip xin lỗi sau những chuyện ồn ào xảy ra. Tại cuộc họp này, ông Nguyễn Anh Tuấn, hiệu trưởng HUFLIT khẳng định, tin đồn sinh viên nhà trường bị xâm hại tình dục khi đang theo học tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, trường quân sự quân khu 7 là thông tin hoàn toàn bịa đặt. Trước đó, vào tối ngày 11 tháng 1, trên các trang mạng xã hội lan truyền thông tin trong thời điểm sinh viên HUFLIT học quân sự tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, trường quân sự quân khu 7, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, có hai nữ sinh viên bị xâm hại tình dục vào buổi tối ngay trong trung tâm này. Sau đó, hai sinh viên nữ này đã nhảy lầu tự tử khiến một em chết và một em bị liệt. Kèm theo thông tin thất thiệt là hai clip, trong đó một clip có tiếng la hét thất thanh. Clip khác có cảnh một nhóm người đang khiêng một người đi vào bên trong trung tâm. Theo thông tin lan truyền, hai clip này đều liên quan đến chuyện hai nữ sinh HUFLIT bị xâm hại tình dục.